Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm cho bài giảng. Hôm nay Khải sẽ dẫn các em toán lớp 7, bài số 15 sức nói chiếc khấu của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để hay có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài số 15 các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Mình sẽ có một số kiến thức kỹ năng giải thích các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Giờ ở đây mình sẽ có một câu hỏi đầu bài. Quan sát hai cột dựng khẳng đứng cạnh nhau và cao bằng nhau. Vì mặt trời ở rất xa trái đất nên vào buổi chiều thì các tia nắng mặt trời tạo ra hai cái tạo với hai chiếc cột các góc xem như bằng nhau. Khi bạn vuông nhìn vô hai cái cột này hoặc hai cái bóng thì bạn vuông mới nói là tớ thấy hai chiếc bóng cột dài bằng nhau. Vì sao vậy nhỉ? Thì bạn tròn mới giải thích là đấy là do hai chiếc cột cao bằng nhau. Như vậy là lý do mà bạn tròn đưa ra như vậy có đúng không? Qua bài học này các em sẽ có câu trả lời như trên. Như vậy là vào buổi chiều thì tia nắng chiếu xuống thì nó chiếu góc xiên vậy nè, đúng không? Thì nếu mà hai cột bằng nhau thì sẽ đưa ra hai cái bóng bằng nhau. Thì bạn tròn mới nói là đấy là do hai chiếc cột bằng nhau, đúng không? Giờ học xong bài này mình sẽ biết là bạn tròn nói đúng hay sai nha. Giờ số 1 mình so về ba trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Trường hợp thứ nhất, tìm hiểu ba trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Trường hợp thứ nhất, hoạt động 1. Hai tam giác vuông ABC vuông ở đỉnh A và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy vuông ở đỉnh A phẩy có các cặp cạnh góc vuông bằng nhau, chính là AB góc cạnh AB sẽ bằng A phẩy B phẩy, cạnh AC sẽ bằng A phẩy C phẩy. Dựa vào các trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh của hai tam giác, hãy giải thích vì sao hai tam giác vuông ABC và A phẩy B phẩy C phẩy bằng nhau. Giờ như là bài trước khi mình đã học về các trường hợp bằng nhau gồm có cạnh cạnh cạnh, cạnh góc cạnh và góc cạnh góc. Mình sẽ sử dụng các trường hợp đó để mình sẽ giải thích tại sao hai tam giác vuông ABC và A phẩy B phẩy C phẩy sẽ bằng nhau, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm bình thường chứng minh hai tam giác bằng nhau. Xét hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy có, thì mình thấy là có gì? Có AB bằng A phẩy B phẩy, đúng này. Theo giả khuyết, đúng. Giả khuyết có nghĩa là đầu bài chưa? Theo giả khuyết. Giờ tiếp theo mình sẽ có góc này bằng góc này. Vì hai góc này đều là hai góc vuông, đúng không? Mình sẽ có hai góc bằng nhau. Góc góc này chính là góc PAC. PAC sẽ bằng góc, hoặc là các em để góc E luôn cũng được. Mình sẽ có góc E bằng góc A phẩy. Đây là hai góc vuông. Hai góc vuông sẽ bằng nhau, đúng không? Và tiếp theo mình sẽ có là AC bằng A phẩy C phẩy. Theo giả thiết luôn. Như vậy là mình sẽ đủ ba trường. Đây là cạnh, góc cạnh bằng nhau. Nên mình kết luận là hai tam giác này sẽ bằng nhau, đúng không? Vậy tam giác ABC sẽ bằng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy theo trường hợp là cạnh góc cạnh, đúng này. Như vậy là mình xong hoạt động 1 nha. Giờ hoạt động 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video để biết là các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo phần ghi nhớ. Các em sẽ nhớ là nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng với hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì mình kết luận là hai tam giác vuông đó sẽ bằng nhau. Đúng không?
Như vậy các em sẽ nhớ là hai cạnh của tam giác vuông này sẽ bằng với hai cạnh của tam giác vuông kia. Đúng này. Thì có nghĩa là hai tam giác này sẽ bằng nhau không? Đó là trường hợp thứ nhất của hai tam giác vuông bằng nhau, chính là trường hợp cạnh cạnh. Đúng này. Hai cạnh góc vuông của tam giác này sẽ bằng hai cạnh góc vuông của tam giác kia. Thì hai tam mình kết luận là hai tam giác vuông sẽ đó sẽ bằng nhau. Giờ mình sẽ qua hoạt động 2. Hai tam giác vuông ABC vuông tại đỉnh A và A phẩy B phẩy C phẩy vuông đại tại đỉnh B A phẩy có tương ứng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề với cạnh ấy bằng nhau. Có nghĩa là AB sẽ bằng A phẩy B phẩy và góc B sẽ bằng góc B phẩy. Dựa vào trường hợp bằng nhau, góc cạnh góc của hai tam giác hãy giữ khách quỳ sau tam giác vuông. Hai tam giác vuông ABC và A phẩy B phẩy C phẩy sẽ bằng nhau. Như vậy ở đây người giả thiết cho là AB sẽ bằng A phẩy B phẩy, góc B và bằng góc B phẩy, mình sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Đúng không? Nhưng mình sẽ làm như sau. Mình sẽ làm giống như hoạt động 1, mình sẽ hai tam giác. ABC và A phẩy B phẩy C phẩy có, thì mình có là góc B bằng góc B phẩy, giả thiết cho đúng không? Góc B bằng góc B phẩy theo giả thiết. Giờ mình sẽ có AB bằng A phẩy B phẩy theo giả thiết luôn. Giờ tiếp theo mình sẽ có góc A bằng góc A phẩy vì đây là hai góc vuông, đúng này. Hai góc vuông sẽ bằng nhau, bằng 90 độ. Góc A bằng góc A phẩy. Đây là hai góc vuông. Như gì mình thấy là góc cạnh góc bằng nhau nên mình kết luận là hai tam giác này sẽ bằng nhau. Vậy tam giác ABC sẽ bằng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy theo trường hợp là góc cạnh góc. Giờ như là mình xong hoạt động 2 nhé. Giờ hoạt động 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video thầy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần ghi nhớ. Như vậy nếu một cạnh góc vuông và góc nhọn kề với cạnh ấy của tam giác vuông này bằng với cạnh góc vuông và góc nhọn kề với cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó sẽ bằng nhau. Như vậy là hai tam giác vuông này sẽ bằng nhau trong một trường hợp nếu cạnh góc vuông và góc nhọn kề với cạnh ấy của tam giác vuông này sẽ bằng cạnh góc vuông và góc nhọn kề với cạnh ấy của tam giác vuông kia sẽ là hai tam giác vuông đã bằng nhau. Như vậy nói nôm na có nghĩa là đây là trường hợp cạnh góc vuông và góc nhọn kề với nó, đúng không? Hai cạnh góc vuông này bằng nhau, hai góc nhọn bằng nhau, một kết luận là hai tam giác này sẽ bằng nhau. Đó là trường hợp cạnh góc vuông và góc nhọn kề với nó, đúng không? Như vậy là trường hợp thứ nhất là hai cạnh góc vuông của tam giác này bằng với hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì mình kết luận hai tam giác vuông bằng nhau. Trường hợp thứ hai là hai cạnh góc vuông và hai góc nhọn kề với cạnh góc vuông đó của tam giác này bằng với cạnh và góc vuông góc nhọn kề của tam giác kia thì hai tam giác sẽ bằng nhau. Đúng này. Giờ mình sẽ qua câu luyện tập 1. Quay lại tình huống mở đầu, ta thấy mỗi cột với bóng của nó tạo thành hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông. Hai tam giác vuông này có một cặp cạnh góc vuông tương ứng bằng nhau và hai góc ở đỉnh
chiếc cột của hai tam giác vuông này cũng bằng nhau, vậy lý do mà bạn chọn đưa ra có đúng hay không? Nhưng mình sẽ quan sát là hai cái hình thì mình thấy là hai cái cột này sẽ bằng nhau, đúng không? Hai cái góc nhọn này sẽ bằng nhau vì sao? Vì mình nhớ là mặt trời rất xa trái đất, nên những tia sáng từ mặt trời chiếu xuống đất để kể như là những tia sáng song song, có nghĩa là cái góc này sẽ bằng góc này. Như là hai tam giác vuông, góc này chắc chắn là góc vuông nha, hai góc vuông đây là hai cạnh bằng nhau, góc nhọn này bằng góc nhọn này, như vậy là mình kết luận là hai cái tam giác này bằng nhau. Hai tam giác bằng nhau thì có nghĩa là hai cái bóng này cũng bằng nhau, như vậy là bạn chọn đã nói đúng nha, đúng không? Như vậy là hai cái cột này bằng nhau thì chắc chắn là hai cái bóng chiếu xuống mặt đất của nó cũng bằng nhau ha. Như vậy câu này mình trả lời như sau: lý do mà bạn chọn đưa ra là đúng. Đúng. Vì hai tam giác vuông này sẽ bằng nhau. Vì hai tam giác vuông này theo trường hợp là góc cạnh góc, đây góc này bằng góc này, cạnh này bằng cạnh này, và góc vuông này sẽ bằng góc vuông này, chính là góc cạnh góc. Giờ như là mình xong câu luyện tập 1 nha. Giờ câu luyện tập 1 các em hiểu bài thì các em xem hết video, thầy biết là các em hiểu bài. Sau này các em sẽ học mình, khi mình biết được mình đo được chiều dài của cái bóng thì mình có thể tính được cái độ cao. Ví dụ như là mình thấy một tòa nhà nhà rất là cao mà mình không biết nó cao bao nhiêu thì các em có thể đo cái bóng. Giờ sau đó mình sẽ tính được cái góc chiếu của mặt trời thì mình tính được độ cao của tòa nhà đó, đúng không? Hoặc là cái cây cũng vậy. Mình không thể leo lên cây để đo hết chiều dài thì mình có thể đo cái bóng. Đo cái góc này thì mình sẽ tính được là cái chiều cao của cái cây chẳng hạn. Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần hoạt động 3. Giờ hình 4.47 mô phỏng chiều dài và độ róc của hai con róc bở các đoạn thẳng BC và B phẩy C phẩy. Các góc B, B phẩy khi đó AC và A phẩy C phẩy mô tả độ cao của hai con dốc. Như vậy mình sẽ quan sát thì mình thấy là BC và B phẩy C phẩy chính là con dốc, đúng không? Con dốc chính là hai đoạn thẳng BC và B phẩy C phẩy. Các góc B và B phẩy sẽ bằng nhau. Khi người ta ký hiệu giống nhau có nghĩa là hai góc bằng nhau, hai cạnh này bằng nhau, đúng không? Như vậy là khi đó thì AC và A phẩy C phẩy chính là độ cao của hai con trăng. Dựa vào trường hợp bằng nhau góc cạnh góc của hai tam giác, hãy giải thích vì sao hai tam giác vuông ABC và A phẩy B phẩy C phẩy sẽ bằng nhau. Như vậy bây giờ mình thấy là hai cái tam giác này có gì giống nhau, bằng nhau. Góc này bằng góc này, cạnh này bằng cạnh này. Bây giờ mình sẽ chứng minh là góc C bằng góc C phẩy nữa là được, đúng không? Như vậy câu này các em sẽ trả lời như sao? Xét hai tam giác. ABC và A phẩy B phẩy C phẩy có, thì mình có cái gì? Mình sẽ có là góc A bằng góc A phẩy, đúng này. Góc A bằng góc A phẩy. Đây là hai góc vuông. Hai góc vuông thì sẽ bằng nhau, quy đều bằng 90 độ. Giờ mình sẽ có góc B bằng góc C. Góc B bằng góc B phải nhé. Góc B bằng góc B phải theo giả thiết.
mà tổng ba góc cho một tam giác sẽ bằng nhỉ? Đúng rồi, có nghĩa là góc A cộng góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ. Góc A cộng góc B sẽ bằng A phẩy cộng B phẩy cộng C phẩy. Đúng rồi, quy đều bằng 180 độ. Mình nhớ là tổng ba góc cho một tam giác sẽ bằng 180 độ. Tổng ba góc này bằng 180, tổng ba góc này cũng bằng 180, nên tổng hai cái tổng này sẽ bằng nhau. Mình sẽ có là A bằng A phẩy, B bằng B phẩy, nhưng mà suy ra là C sẽ bằng C phẩy luôn. Đúng này, suy ra góc C sẽ bằng C phẩy. Giờ bây giờ mình có cái gì nữa? Như mình đã có là góc B bằng B phẩy, C bằng C phẩy, mà BC bằng B phẩy C phẩy nữa, đúng không? Lại có. BC bằng B phẩy C phẩy. BC bằng B phẩy C phẩy. Theo giả thiết luôn. Như vậy là mình đã đủ yếu tố là góc cạnh góc, đúng không? Góc cạnh góc. Vậy mình kết luận là hai tam giác ABC sẽ bằng A phẩy B phẩy theo C phẩy theo trường hợp là góc cạnh góc. Tam giác ABC bằng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy theo trường hợp là góc cạnh góc. Đúng nè. Giờ như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B mình so sánh độ cao của hai góc. Độ cao của hai góc chính là AC và A phẩy C phẩy. Như vậy là hai tam giác này bằng nhau thì chắc chắn là AC sẽ bằng A phẩy C phẩy. Đúng rồi. Vậy độ cao hai con góc sẽ là bằng nhau. Giờ tam giác ABC bằng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Nên mình kết luận là AC sẽ bằng A phẩy C phẩy. Đây là hai cạnh tương ứng. Vậy mình kết luận là độ cao hai con dốc bằng giờ như là mình xong hoạt động 3 nha. Giờ hoạt động 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài. Giờ như vậy là mình sẽ có trường hợp thứ ba của hai tam giác bình của hai tam giác vuông bằng nhau, chính là nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó sẽ bằng nhau. Đúng rồi. Như vậy các em sẽ nhớ trường hợp thứ ba, nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền của một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông này bằng nhau. Như vậy là trường hợp này mình có thể biết nói ngắn gọn, có nghĩa là hai tam
Giác vuông này bằng nhau theo trường hợp là canh quyền góc nhọn cũng được, đúng này. Như mình sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp nhất là cạnh cạnh, đúng này. Trường hợp thứ hai là cạnh và góc nhọn. Trường hợp thứ ba là canh quyền góc nhọn. Chẳng hạn trong hình 4.47, tam giác ABC vuông tại đỉnh A, A phẩy B phẩy C phẩy vuông tại đỉnh A phẩy có BC bằng B phẩy C phẩy, góc B bằng B phẩy. Khi đó thì hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh quyền góc nhọn, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi. Trong hình 4.48 hãy tìm các cặp tam giác vuông bằng nhau, giải khích vì sao chúng bằng nhau nhé. Giờ mình sẽ quan sát các hình. Trước hết là tam giác ABC. Thì mình thấy đây là trường hợp người ta ký hiệu, đây là cạnh góc vuông, đây là góc nhọn. Như vậy là mình sẽ tìm một cái tam giác vuông nào mà sẽ có bằng nhau cạnh góc vuông và góc nhọn. Như ở đây là cạnh quyền chứ không phải là cạnh góc vuông. Đây là hai cạnh góc vuông. Đây là cạnh quyền góc nhọn. Đây là hai cạnh góc vuông. Và đây mình thấy đây là cạnh góc vuông và góc nhọn. Như mình sẽ kết luận là tam giác ABC sẽ bằng tam giác XYZ theo trường hợp là cạnh góc vuông và góc nhọn. Đúng này. Giờ bây giờ mình như mình kết luận là tam giác ABC bằng tam giác XYZ vì ta thấy tam giác ABC sẽ bằng tam giác XYZ. Vậy vì mình thấy cái gì? Mình thấy là AC bằng với XY. AC bằng XY. Và mình sẽ thấy góc C bằng góc Y, đúng không? Góc C sẽ bằng góc gì? Như vậy là hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc vuông và góc nhọn kề với góc vuông đó, đúng không? Giờ tiếp theo mình thấy là hai tam giác vuông nào sẽ bằng nhau nữa. Tiếp theo là DEF. DEF thì mình thấy đây cạnh quyền góc nhọn. Giờ đến này không phải. Đây, cạnh quyền góc nhọn. Như mình kết luận là DEF sẽ bằng GHK. Tam giác DEF sẽ bằng tam giác GHK. Vậy vì mình thấy là EF sẽ bằng HK. EF bằng HK. Và góc nhọn, góc F bằng góc K. Được này, hai tam giác này, hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp là cạnh quyền góc nhọn. Và tiếp theo là tam giác MNP thì người ta ký hiệu vậy, có nghĩa là hai cạnh góc vuông. Và RTS cũng vậy, thì có nghĩa là ký hiệu giống nhau, có nghĩa là cạnh này sẽ bằng cạnh này, cạnh này sẽ bằng nhau cạnh này. Như là hai tam giác nào sẽ bằng nhau theo trường hợp là hai cạnh góc vuông bằng nhau, đúng không? Như vậy mình sẽ có tam giác MNP. MNB phở sẽ bằng tam giác
RT. Vậy. Mình thấy là MN sẽ bằng RT. Và MB phở. MB phở sẽ bằng RS. MB phở sẽ bằng RS. Đúng này. Đây là hai tam giác vuông sẽ bằng nhau trong trường hợp là hai cạnh góc vuông bằng nhau. Giờ như là mình xong câu hỏi nha. Giờ phần trả lời câu hỏi, các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video thì biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần ví dụ 1. Cho hình 4.49 biết rằng AB vuông góc với BC, AD vuông góc với AC, AD vuông góc với CD, AC cắt BD tại E và góc PAC bằng góc DAC, chứng minh rằng tam giác BAC bằng tam giác DAC. Mình sẽ quan sát hình 4.49 thì người ta nói là AB, đây AB vuông góc với BC. Có nghĩa tam giác ABC sẽ vuông tại B. Đúng. Tiếp theo mình sẽ có AD vuông góc với CD, có nghĩa tam giác ADC sẽ vuông góc tại D. AC sẽ cắt BD tại một điểm chính là điểm E. Mình sẽ có góc A chính là PAC, có nghĩa là A phía trên. DAC có nghĩa là A phía dưới. Giờ bây giờ mình sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Như vậy hai tam giác vuông này mình thấy là hai góc nhọn này bằng nhau. Cạnh góc vuông cạnh quyền sẽ là cạnh chung, AC là cạnh quyền cũng chính là cạnh chung. Như vậy hai tam giác vuông này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh quyền góc nhọn, đúng này. Giờ mình xem người ta giải câu này. Như vậy giả thuyết sẽ là AC cắt BD tại E, AB vuông góc BC, AD vuông góc CD, góc BAC bằng góc DAC. Kết luận là BAC bằng DAC. Giờ mình xem người ta giải. Hai tam giác vuông BAC vuông tại B và DAC vuông tại D có AC là cạnh chung, góc BAC bằng góc DAC, như là theo giả thuyết. Vậy mình kết luận hai tam giác nào sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh quyền góc nhọn. Giờ câu B thì mình sẽ chứng minh là AC vuông góc với BD tại E. Chứng minh là AC sẽ vuông góc với BD tại điểm E. Có nghĩa là hai cái đó, hai cạnh này sẽ vuông góc nhau tại E. Giờ bây giờ mình xem cách người ta chứng minh nha. Hai tam giác PAE, PAE và tam giác DAE. Hai tam giác này mình thấy là có AE là cạnh chung. Giờ mình sẽ có hai góc A này bằng nhau. Góc PAE, BAE chính là góc A này. BAC cũng chính là góc này luôn. Sẽ bằng với góc phía dưới này chính là DAC cũng chính là DAE luôn. Đúng không? Theo giả thuyết. Giờ tiếp theo mình sẽ có AB sẽ bằng AD. Vì hai tam giác BAC bằng DAC. Đúng không? Như vậy là mình thấy là hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Đúng không? Vậy BAE sẽ bằng DAE theo trường hợp cạnh góc cạnh. Như vậy CE là góc BAE, BEA là góc E trên, DEA là góc E dưới. Đây là hai góc tương ứng sẽ bằng nhau. Như vậy tổng hai góc này sẽ bằng 180 độ. Mà hai góc này là bằng nhau nữa, nên mình kết luận là hai góc này sẽ bằng nhau và bằng 90 độ. Vậy là AC sẽ vuông góc với D, BD tại. Như vậy là đây là hai góc vuông thì có nghĩa là hai góc vuông, có nghĩa là góc này sẽ là góc vuông, có nghĩa là AC và BD sẽ cắt nhau tại điểm E và đây chính là góc vuông, đúng không? Vậy AC vuông góc BD tại E. Đó là cách người ta chứng minh.
một bài tập đúng không? Giờ các em sẽ quan sát kỹ cái ví dụ này để sau này mình sẽ làm bài tập tương ứng đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu luyện tập 2. Câu luyện tập 2, OZ là tia phân giác của góc XOY. Giờ mình sẽ có góc XOY. OZ là tia phân giác, có nghĩa là hai cái góc nhỏ này sẽ bằng nhau. Lấy điểm M trên tia OZ và hai điểm AB, AB lần lượt trên tia OXOY sao cho MA vuông góc với OX. Đây MA vuông góc với OX chính là chỗ này sẽ là góc vuông. MI sao cho MA vuông góc với OX và MB vuông góc với OY. Giờ MB vuông góc OY có nghĩa góc này sẽ góc vuông. Chứng minh là MA sẽ bằng MB. Như vậy ở đây người ta thấy, mình thấy là M như vậy là OZ chính là tia phân giác của góc XOY đúng không? Lấy điểm M trên tia OZ có nghĩa là MOB sẽ bằng MOB đúng không? Vì OZ là tia phân giác của XOY đúng không? Giờ mình sẽ có hai góc, hai tam giác vuông mà có hai góc bằng nhau. Cạnh quyền là cạnh chung. Mình kết luận là hai tam giác vuông này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh quyền góc nhau đúng không? Giờ hai tam giác bằng nhau mình sẽ kết suy ra được là MA bằng MB. Đây là hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau đúng không? Như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Xét hai tam giác vuông. Xét tam giác vuông. O M E vuông tại E và O M B vuông tại B. Còn như mình sẽ có OM là cạnh chung. Đúng nè. Giờ tiếp theo mình sẽ có cái góc này bằng góc này. Góc góc ở phía dưới chính là AOM, MOE, MOE. MOE sẽ bằng MOB. Vì sao? Vì OZ là tia phân giác góc XOY và M nằm trên OZ đúng này. OZ là tia phân giác của XOY đúng này. Và M nằm trên OZ nên mình sẽ có cái là hai góc này sẽ bằng nhau. MOE sẽ bằng MOB. Như mình sẽ kết luận là hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh quyền góc nhỏ. Vậy tam giác OME bằng tam giác OMB theo trường hợp cạnh quyền góc nhọn. Hai tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp cạnh quyền góc nhọn nha. C,
MA sẽ bằng MP. Đây là hai cạnh tương ứng. Giờ như là mình xong câu luyện tập 2 nha. Giờ câu luyện tập 2, các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hay biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nhé. Phần còn lại thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem nha. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng dễ hiểu bấm hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.